Tiền nha, bây giờ trong thời buổi này tiền bạc hơi khó khăn, mình trao cái bài tiền cho nhớ lại những gì mình đã mất hoặc đã còn. Cảm ơn rất nhiều. Anh Bác ơi, vô nha. Trong những đứa trẻ sẽ uống vô cái nó nóng cổ. Okay, I'm going to sing. Anh em sáng tác Ngọc Sơn, mời đi khán chữ tiền trời ơi.
thật nhiều. Tuấn Châu sẽ trở lại cùng với chị Cẩm Thu, Philip Nam với vở trích đoạn rất là coi như là kỷ niệm mà Tuấn Châu khi qua Mỹ quay được với trích đoạn Tướng Cướp Bạc Hải Đường. Xin cảm ơn rất nhiều. Wow, lấy ngồi nói trời 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 chút xíu đi, mình phải nói trước tập thể hết trơn hết trời, đi lên đây đi nói hết trơn hết trời, bà con người ta đi về làm sao. Kính thưa quý vị, một người rất là dễ thương, Phương Anh đã giới thiệu, vừa đẹp trai vừa ca hay.